Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai. Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành sẽ là trưởng ban. Các phó trưởng ban gồm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoang, Phó trưởng ban thường trực, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Bình, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục và Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng liên ngành trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên phạm vi cả nước. Theo Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, thông tin từ Hải quan Trung Quốc cho thấy, 7 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu thanh long của nước này đạt 369.000 tấn, trị giá 336 triệu đô la Mỹ, giảm 12,7% về lượng và 11,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. Trung Quốc nhập khẩu thanh long chủ yếu từ Việt Nam với lượng chiếm 99,99% tổng lượng thanh long nhập khẩu, 0,01% còn lại từ Đài Loan. 7 tháng đầu năm nay, xuất nhập khẩu thanh long của Việt Nam đạt 729 triệu đô la Mỹ, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2020, tiếp tục là loạt trái cây xuất khẩu số 1 của nước ta. Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho biết, theo kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 mới được ban hành, tỉnh Lạng Sơn đặt mục tiêu đến năm 2025 có ít nhất 2.000 doanh nghiệp số và năm 2030 có thêm 4.000 doanh nghiệp. Trong đó có khoảng 30 doanh nghiệp công nghệ số đủ năng lực triển khai phát triển sản phẩm, giải pháp, dịch vụ công nghệ thông tin, phục vụ chương trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đảm bảo an toàn, an ninh mạng, được đưa vào ứng dụng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Bộ Giao thông Vận tải ngày 15 tháng 9 công bố quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Theo quy hoạch, ngành giao thông dự kiến đến năm 2030 sẽ hoàn thành khoảng hơn 5.000 km đường cao tốc trên cả nước và xây dựng 172 tuyến quốc lộ với tổng chiều dài 29.795 km. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cho biết, đây là quy hoạch đầu tiên trong năm quy hoạch chuyên ngành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quy hoạch cũng dự kiến đến năm 2050 sẽ hình thành 41 tuyến cao tốc với 9.000 km. Đặc biệt lần này, các tuyến đường ven biển được quy hoạch vào hệ thống quốc lộ. Bên cạnh đó là điều chỉnh chiều dài, quy mô đối với cao tốc vành đai đô thị Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh tùy theo nhu cầu phát triển đô thị.